Xin chào tất cả các bạn nhé. Phúc Sinh đã có mặt tại Vũng Tàu. Chúc quý vị, anh chị và các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui. Đây nhà đất Hải Đăng nha. Ôi em ơi, chúng ta ơi, tôi cũng sao thấy ti bay coi chưa, coi chưa à. Năm mươi em coi. Đây nhà đất Hải Đăng nha, đang có mặt tại Vũng Tàu. Xin chào Hoàng Thiên Sơn Phạm nha. Vũng Tàu ngày quốc khánh nha các bạn. Ai có gần Vũng Tàu ra đây chơi với Đức Sinh nha. Nhiều đông quá. Mời Hoàng Thiên Sơn Phạm đi du lịch Vũng Tàu cùng Đức Sinh nhá. Nay tại Vũng Tàu đang tổ chức sự kiện. Xin chào em trai Ngô Văn Công nhá. Cô Văn Công ơi, này tại thành phố Vũng Tàu tổ chức sự kiện nhé, mời các bạn ghé đây để chúng ta biển Vũng Tàu. Trung tâm sự kiện được tổ chức tại Vũng Tàu rất là hoành tráng. Đang ở nhà anh Lê Giang hả? Trung tâm tổ chức sự kiện tại thành phố Vũng Tàu rất là đẹp các bạn.
Em vào hôm nào? Chúng em tổ chức sự kiện tại thành phố Vũng Tàu nha các bạn. Thành phố Vũng Tàu đang chờ đón tất cả các bạn nha. Buổi sáng tại thành phố Vũng Tàu rất là đông các bạn ạ. À vậy hả em? Hiện tại thành phố Vũng Tàu đang tổ chức sự kiện này nhé. Lý Văn Đào Đức xin mến chào. Quý vị, anh chị và các bạn đang đến với thành phố Vũng Tàu xinh đẹp. Đông quá trời đông nữa các bạn. Người là người nữa. Tàu rất là đẹp em ạ. Chào anh Trai Hoàng, anh Tuấn nhá. Chào tất cả quý vị, anh chị và các bạn. Võ Mỹ Phương xin mến chào.